Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Toàn biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Ngoài ra, thời tiết tốt, duy trì ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Dự báo phải từ đêm 22 sang ngày 23 tháng 1 khi gió mùa tràn về thì tình trạng biển mới thay đổi ở phía Bắc. Còn với các tuyến hải trình từ đất liền ra đảo, thời tiết cũng chưa có nhiều thay đổi. Ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, cũng như tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, sẽ có lúc có gió Nam mạnh cấp 6, sóng biển có lúc cao trên 2 mét gây ra tình trạng biển động. Trong khi đó, với khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi và tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió hướng Đông Nam nhưng cường độ yếu cấp 4, thời tiết không mưa thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường. Đối với khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau cũng đang trong những ngày thời tiết tốt. Trong đêm nay và ngày mai, trường gió duy trì hướng Đông Bắc ở mức cấp 3 đến cấp 4. Mưa dông trên khu vực này cũng không còn xuất hiện. Sóng biển vì thế cũng giảm nhiều xuống dưới 2 mét, không còn xảy ra tình trạng biển động. Vì thế, các hoạt động lưu thông, đi lại của tàu thuyền, nhất là trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì. Là khu vực biển kín, ít chịu tác động của các loại hình thiên tai. Vì thế, ở khu vực biển phía Tây của Nam Bộ, vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang và tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc trong 3 đến 5 ngày tới, vẫn là những ngày gió lặng, sóng thấp, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường, tàu thuyền đi lại trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.